Thưa quý vị, cũng trong ngày 24 tháng 6, xét xử sơ thẩm vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với các bị cáo thuộc tổ chức phản động Quốc nội Cuột Khởi, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt với mức án từ 8 cho đến 12 năm tù dành cho 3 đối tượng chính trong vụ án này. Theo cáo trạng, do có tư tưởng bất mãn chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đối tượng Nguyễn Michael Phương Minh, sinh năm 1964, quốc tịch Hoa Kỳ, cư trú tại Hoa Kỳ, Huỳnh Đức Thanh Bình, sinh năm 1996, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Trần Long Phi, sinh năm 1998, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai, đã cấu kết với đối tượng Lê Quốc Phong cùng thành lập tham gia tổ chức Quốc nội Cuột Khởi. Tổ chức này lập kế hoạch mua vũ khí, tuyên truyền, lôi kéo người tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, gây bạo loạn nhằm tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm. Do đó tuyên phạt Nguyễn Michael Phương Minh 12 năm tù, Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù và Trần Long Phi 8 năm tù cùng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 Bộ luật hình sự 2015. Bị cáo Nguyễn Michael Phương Minh sau khi chấp hành xong án tù sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Riêng đối tượng Lê Quốc Phong hiện bỏ trốn đang bị truy nã.